Chương 286. Dường như đội trưởng Lý không muốn nhắc tới đề tài này, đầu dây bên kia truyền tới tiếng bước chân. Ông cố ý đi tới một khu vực không có người rồi mới nói. Đứa bé kia hiểu lầm về cái chết. Thế giới của trẻ con vẫn chưa hình thành hết. Có thể trong mắt cô bé, chết chỉ là đi đến một nơi xa. Điều này cháu có thể hiểu được. Từ khi Trần Ca gặp nhân cách chủ của Môn Nam, thì đứa trẻ kỳ lạ đến đâu anh cũng thấy bình thường. Nếu quả thật như thế thì đã tốt. Sau khi đứa bé kia được giải cứu, 3 ngày liền nó không mở miệng nói một câu nào. Không khóc, không phá, ngoan ngoãn đến mức làm người ta sợ. Đội trưởng Lý nhớ lại. Mãi đến tối ngày thứ tư, một nữ cảnh sát phát hiện cô bé đang núp ở góc giường, nhìn chằm chằm con nhện ở đầu giường đến đờ cả người ra. Cô ấy nghĩ là cô bé sợ con nhện, nên đã thuận tay đập chết con nhện kia. Kết quả cô bé này đột nhiên khóc thét lên. Nó nói nữ cảnh sát giết chết chị gái nó. Đó là lần đầu tiên con bé mở miệng nói. Cũng từ lúc đó chúng tôi phát hiện cô bé hơi kỳ lạ. Một đứa bé không hề buồn khi cha mẹ qua đời. Ngược lại khi con nhện chết thì lại khóc. Thế giới trong nhận thức của nó rốt cuộc là gì? Chúng tôi thử giải thích ý nghĩa của từ chết với cô bé. Kết quả phát hiện chết trong tâm niệm của nó không phải là thời điểm kết thúc của một con người. Con bé rất nghiêm túc nói với chúng tôi, sau khi người ta chết sẽ biến thành những thứ khác. Cách nói này hơi tương tự với luân hồi chuyển thế. Chính vì không sợ chết, cho nên chúng tôi thường nghe được một số từ ngữ khá tàn nhẫn từ miệng đứa bé kia. Một đứa trẻ có bề ngoài đáng yêu như thiên sứ, dùng giọng nói ngây thơ nói về cái chết. Rốt cuộc nó có phải là thiên sứ không? Hay là ma quỷ? Sau khi điều tra sâu hơn, chúng tôi phát hiện thêm rất nhiều chi tiết. Trước đây, người báo án là một thôn dân đi ngang qua. Căn cứ vào báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi, có thể đoán ra đại khái. Ít nhất, con bé đã ở chung với thi thể của cha mẹ 2 ngày rồi. Giọng nói của đội trưởng Lý đè thấp hơn. Một đứa trẻ 4-5 tuổi đã có ý nghĩ độc lập, có thể tự có hướng suy nghĩ của mình và làm rất nhiều chuyện. Tận 2 ngày mà nó cũng không hề báo cảnh sát, cũng không hề tìm người lớn xin giúp đỡ. Cậu không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Biết đâu cha mẹ cô bé chưa từng dạy nó về phương diện này. Trong đầu Trần Ca hiện lên bộ dạng tội nghiệp của Giang Linh. Anh cũng mơ hồ cảm thấy có điểm nào đó không ổn cho lắm. Trong phòng chỉ tìm được vân tay của bé gái và cha mẹ con bé. Thủ pháp đầu độc thấp kém tới mức khó tưởng tượng được, nhưng vẫn thành công. Điểm đáng ngờ tương tự cũng còn rất nhiều. Nói chung, vụ án này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Phía bên kia có người đang gọi tên đội trưởng Lý. Hình như có chuyện cần tìm ông. Đội trưởng Lý bèn đáp lại. Trần Ca, bây giờ tôi có việc gấp, phải đi ngay bây giờ. Tôi biết có lẽ tôi không khuyên được cậu, chỉ có thể nhắc nhở cậu, cẩn thận đứa bé kia. Và buổi tối chớ chạy tới cái thôn đó. Buổi tối không thể vào thôn ư? Nhìn bản đồ một chút đi. Xung quanh mấy km chỉ có một cái thôn. Cậu không thấy kỳ lạ sao? Trước đây lúc chúng tôi điều tra những thôn khác, có một cụ già từng nói với chúng tôi rằng trước đây rất lâu, thôn Lâm Quen từng bùng phát bệnh dịch, chết rất nhiều người. Đầu dây bên kia có người đang thúc giục đội trưởng Lý. Sau khi vội vã nhắc nhở mấy câu, đội trưởng Lý cúp điện thoại, để lại một mình Trần Ca ở giữa cái thôn cũ nát đen kịt. Bên tai truyền tới tiếng tút tút của máy bận. Trần Ca im lặng cất điện thoại di động đi. Chú ấy nói trước đây rất lâu, rốt cuộc là mấy năm chứ? Trần Ca nhìn quét qua thôn Lâm Quan tối đen như mực. Anh nhìn từng ngôi nhà rột nát, cảm giác như một loạt quan tài mở nắp chưa đóng lại. Thôn Lâm Quan, tách chữ Lâm ra, không phải thành thôn Mộc Quan sao? Anh rời khỏi thôn, đứng ở bên cạnh đường xi măng. Đừng nói đêm hôm khuya khoắt, ngay cả ban ngày thì nơi này cũng không bắt được xe. Bây giờ anh không thể quay về nội thành được. Giang Linh nói cha cô bé ở rừng đào phía tây của thôn, đi tới đó xem trước xem sao.
Trần Kha bật đèn pin lên, đi dọc theo đường núi hướng Tây của thôn Lâm Quan. Đường càng đi càng hẹp. Đi qua đỉnh núi, lúc Trần Kha sắp từ bỏ, thì thấy phía trước có ánh đèn yếu ớt. Có người ư? Ngọn đèn di động về hướng bên kia núi, từ từ đi xa, hình như đối phương không thấy anh. Trần Kha lôi kén búa ra ngoài, bỏ Tiểu Tiểu vào túi áo, lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước. Đường núi gồ ghề, anh không dám chạy quá nhanh. Đuổi theo khoảng mười mấy phút, ngọn đèn trước mặt bỗng nhiên từ từ biến mất. Không phải là ma chơi chứ? Đêm khuya trong núi lớn cực kỳ đáng sợ. Xung quanh không có ai, Trần Kha nhớ lại một số câu chuyện được nghe từ thuở bé. Nào là ma dẫn đường, sói ngậm đèn, ma núi. Bình tĩnh chút đi, đừng hoảng hốt. Anh vỗ nhẹ mặt mình, kéo kín áo khoác, chạy tới chỗ ngọn đèn kia biến mất. Khi chạy qua đỉnh núi thứ hai, cảnh tượng trước mắt xảy ra biến hóa. Trong khe núi có trồng một rừng đào. Do lâu ngày không được chăm sóc nên rừng đào đầy cỏ hoang. Rất nhiều cây đào có dáng cong vẹo, nhìn xa xa như từng người ngã trái ngã phải. Ngọn đèn biến mất kia lại xuất hiện một lần nữa. Nó đang ở giữa rừng đào. Đây chính là rừng đào mà cha của Giang Linh nhận thầu. Tìm được nơi này, nhưng Trần Kha cũng không cảm thấy vui mừng. Ngược lại, anh còn căng thẳng hơn vì ngọn đèn kia xuất hiện. Người xung quanh đây đều biết rừng đào xảy ra án mạng. Vì sao nửa đêm nửa hôm còn có người xách đèn đi qua đây? Anh tỏ ra cẩn thận, tắt đèn pin đi. Vì có âm đồng nên khả năng nhìn trong bóng đêm của anh hơn hẳn người bình thường. Từ từ mò vào giữa rừng đào, bên tai truyền tới tiếng quốc đất. Ông ấy đang làm gì nhỉ? Sau khi tới gần, rốt cuộc Trần Kha cũng thấy rõ đối phương. Trên nhành đào treo một chiếc đèn và một bình nước. Bên cạnh là một ông cụ khoảng 6-70 tuổi. Ông cụ đang vung cuốc đào từng tấc đất trong rừng đào, hình như đang tìm thứ gì đó. Hành động của ông cụ cực kỳ lạ thường. Trần Kha không vội lộ diện. Anh rón rén theo phía sau, quan sát kỹ lưỡng. Mặc dù ông cụ này đã tóc hoa râm, nhưng thân thể rất cường tráng. Có lẽ do bình thường hay làm việc đồng áng. Hai lòng bàn tay đầy vết chai. Trên người ông mặc quần áo đã giặt đến mức bạc phếch, gương mặt căng thẳng, có lẽ rất ít khi cười. Một ông cụ rất bình thường. Dù nhìn từ phương diện nào, đây cũng là một ông cụ nông dân. Nhưng không ngờ một người như vậy lại chạy tới hiện trường án mạng đào bới vào giữa đêm khuya. Trần Kha theo ông cụ khoảng 20 phút vẫn không phát hiện cái gì. Anh tính thời gian, quyết định trực tiếp một chút. Anh sợ mình đột nhiên xuất hiện sẽ dọa ông cụ sợ đến mức phát bệnh. Đèn cố ý lui về sau hơn chục mét, bật đèn pin lên, hô về hướng rừng đào. Có ai không? Núi lớn thế này đi ra ngoài thế nào đây? Cách mười mấy mét, ông cụ nghe được giọng của Trần Kha vẫn bị sợ không nhẹ. Mồ hôi lạnh trên trán đột nhiên toát ra. Chương 287. Ông ơi, cháu là một phượt thủ thích du lịch thám hiểm, đang làm streamer ngoài trời. Trần Kha sợ ông cụ không tin nên cầm điện thoại của mình ra, mở trang video ngắn cá nhân của mình lên. Cháu rất hot trên mạng đấy, ông có thể tìm được thông tin của cháu. Anh nói những lời này khiến ông cụ càng bối rối, rất nhiều danh từ ông không hiểu lắm. Phượt thủ, streamer là gì? Hai tay nắm chắc cái cuốc, ông cụ vô cùng cảnh giác nhìn Trần Kha. Nói đơn giản một chút, cháu là một người thích du lịch thám hiểm rất nổi tiếng. Trần Kha nói nhăng nói cuội. Anh cũng không quan tâm ông cụ nghe có hiểu hay không, mà móc 100 tệ trong túi ra. Cháu lạc đường ở trong núi, đi rất xa mới tình cờ gặp một người. Xin ông thương xót, nói cho cháu làm sao để trở lại thành phố Cửu Giang. Ông cụ không cầm 100 tệ của Trần Kha, hai mắt nhìn Trần Kha chằm chằm. Hiển nhiên ông không hề tin lời Trần Kha nói. Hai người giằng co giữa rừng đào,
khí trời trong núi biến đổi thất thường, trong gió lạnh xen lẫn hàn khí. Chẳng mấy chốc trên trời có mưa bụi. Trời mưa sao? Trần Kha giơ tay ra, để mặc cho hạt mưa rơi vào lòng bàn tay. Mỗi lúc mưa một lớn hơn, tình cảnh trong núi càng trở nên phức tạp. Điều này rất bất lợi đối với anh. Tôi không biết cậu đến từ đâu. Nơi này của chúng tôi gọi là thôn Lâm Quan, là khu giao giới giữa huyện Lâm Giang với Cửu Giang. Nơi này cách nội thành rất xa, xung quanh không có xe. Cậu muốn trở về Cửu Giang rất khó. Ông cụ chống cái cuốc xuống đất. Ông bị tiếng kêu của Trần Kha làm chân nhũn cả ra. Ai mà ngờ được, hơn nửa đêm phía sau lưng lại tự nhiên xuất hiện một người. Vậy phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Trần Kha xoắn xuýt, giống như đang thực sự rầu rĩ. Tôi có thể đưa cậu ra khỏi núi, nhưng phải qua nửa đêm mới đi được. Ông cụ thở phào. Đúng rồi, bên chân núi có một cái thôn. Sau khi tôi đưa cậu ra, cậu không nên chạy vào trong thôn, cứ đi dọc theo đại lộ để ra ngoài. Vì sao không thể vào thôn? Nếu có hộ nông dân, cháu có thể ngủ nhờ một đêm. Nói cậu không nên vào thì đừng vào, đừng có nhiều lời như vậy. Giọng của ông cụ rất nghiêm khắc, dường như điểm này rất quan trọng. Nhưng ông cũng vừa nói rồi, bên ngoài không có xe, cho dù cháu ra khỏi núi cũng không về Cửu Giang được. Bây giờ trời còn sắp đổ mưa nữa, cháu phải tìm một chỗ trú mưa chứ. Trần Kha nói thật, ông cụ cũng không nghĩ được lý do phản bác. Ông trừng mắt với Trần Kha, hai bên đều không lên tiếng. Mưa đang dần nặng hạt, ông cụ không có cách nào với Trần Kha. Bản thân ông cũng là người mềm lòng. Ban đêm trời mưa, sáng sớm nhất định sẽ có sương mù. Nếu cậu không sợ phiền phức, thì trước hết ngủ tạm một đêm ở chỗ tôi đi. Ông lấy cái đèn và bình nước trên cành cây xuống, kéo theo cái cuốc, đứng ở chỗ cách Trần Kha khoảng 2-3 mét. Cậu thực sự là người bên ngoài sao? Chẳng lẽ còn giả vờ sao? Trần Kha thấy ông cụ cầm theo cái cuốc tới, cũng không sợ. Một tay anh lấy điện thoại di động ra, tay kia cầm kén của cái búa. Ông có thể tùy ý lên mạng tìm kiếm, trên đó có tin tức và video livestream mà cháu phát. Ông xem đi, người này chính là cháu. Trần Kha cho ông cụ xem video livestream mà lần trước anh gặp phải bệnh nhân tâm thần trong khu nội trú số 3. Đây là đoạn video bình thường nhất mà anh tìm được. Cậu đã từng lên TV rồi. Cũng tựa tựa như vậy, cháu khá nổi tiếng ở Cửu Giang đấy. Xem video trong di động của Trần Kha và cả rất nhiều bình luận phía dưới, ông cụ gật đầu. Thảo nào, người bình thường chẳng ai lại chạy tới nơi này vào đêm hôm khuya khoắt. Ông nói xong thì như cảm thấy mình nói lỡ miệng cái gì đó, bèn quay đầu nhấc cái cuốc lên. Đi theo tôi. Trần Kha và ông cụ đi qua rừng đào, đi khoảng mấy phút thì thấy 4 gian nhà gỗ. Cậu ở gian thứ nhất, lát nữa sau khi tôi tắt đèn, cậu hãy ngoan ngoãn ở trong nhà, bất kể nghe thấy cái gì cũng đừng có ra ngoài. Ông cụ mở khóa gian nhà thứ nhất, nhưng không hề đưa chìa khóa cho Trần Kha. Ông nói nghe có vẻ đáng sợ vậy, ở chỗ cháu không có sói chứ? Trần Kha thuận miệng tưởng tượng ra. Cháu nghe người ta nói trong núi sâu có sói già, sau khi không còn khỏe nữa thì nó sẽ giả tiếng người để dụ người sống. Không có sói đâu, cứ yên tâm ngủ là được, không ra ngoài chắc chắn không sao cả. Ông cụ thúc giục Trần Kha đi vào trong nhà. Sau khi thấy Trần Kha đi vào, ông lại bổ sung thêm một câu. Tuyệt đối đừng ra ngoài, cũng đừng thò tay hay đầu ra, nhớ chưa? Yên tâm, gan cháu nhỏ lắm, chưa bao giờ cố ý làm chuyện nguy hiểm đâu. Trần Kha ngoan ngoãn ngồi trên giường trong nhà gỗ. Vậy thì được, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Sáng mai khi sương mù tan, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi núi. Ông cụ nói xong thì tự mình đi vào gian nhà gỗ thứ hai. Mình luôn cảm thấy nơi này rất kỳ lạ. Trần Kha nhìn bốn phía, trong nhà gỗ không có đồ gia dụng gì cả. Chỉ có một cái giường gỗ, bên trên chẳng có chăn đệm gì.
Gian nhà gỗ thứ nhất rất lâu không có người ở, khắp nơi đều bám đầy bụi, góc nhà cũng có rất nhiều mạng nhện. Nơi này sao mà người ở được chứ? Ông cụ cố ý để gian nhà này cho mình ư? Hay những gian khác đều có vấn đề? Anh đi tới cửa, kiểm tra cửa gỗ một chút. Anh phát hiện ra một điểm kỳ lạ. Cửa bình thường đều có khóa bên trong, nhưng cửa của nhà gỗ này lại ở bên ngoài. Ông ấy bảo mình không được ra ngoài, có lẽ bên trong cửa vốn không khóa. Trần Ca cảm thấy chắc chắn ông cụ đang che giấu thứ gì đó. Anh nắm lấy mép cửa, hô sang tường cách vách. Ông ơi, cháu vẫn chưa biết ông tên gì. Cậu nói nhỏ một chút được không? Tôi không điếc. Có thể nghe rõ giọng của ông cụ đang run rẩy, hình như ông rất căng thẳng. Tôi họ Bạch, cậu mau ngủ đi. Được. Khoảng 20 phút sau, Trần Ca lại hô sang gian nhà bên cạnh. Ông Bạch, ông có ở đó không? Sao nữa thế? Không có gì, cháu muốn cảm ơn ông thôi, người tốt cả đời sẽ bình an. Ngủ đi. Trần Ca dựa vào tường, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Trong 20 phút, anh đã hô to với gian nhà cách vách 2 lần. Theo lẽ thường, một người vừa ngủ bị đánh thức, giọng nói sẽ mang một chút ngái ngủ và bực tức. Nhưng ông cụ họ Bạch đáp lại không như thế. 2 lần ông đáp lời không hề có sự ngái ngủ, giọng nói luôn run rẩy. Điều này chứng minh ông vốn không hề ngủ. Hình như ông đang đợi thứ gì đó đến thì đúng hơn. Ông cụ họ Bạch này thoạt nhìn có vẻ thành thật, còn nhắc nhở mình không nên đi vào thôn dưới chân núi, không giống kẻ lúc nào cũng đầy ý xấu. Nhưng những biểu hiện dị thường của ông ấy thực sự khiến mình không thể yên tâm nổi. Tay Trần Ca đè lên mép cửa, lặng lẽ kéo cửa ra một khe nhỏ. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, bóng tối bao trùm tất cả. Bốn gian nhà gỗ này hẳn là nơi mà trước đây gia đình Giang Linh ở. Nhưng bây giờ vẫn chưa rõ cha mẹ của cô bé đó chết ở gian nhà nào. Trần Ca đè công tắc của máy cassette mini, bỏ ba lô xuống, cầm búa của bác sĩ nát sọ trên tay. Anh không ngoan ngoãn nằm ở trong nhà, mà chậm rãi đi tới ba gian nhà gỗ khác. Nước mưa rơi tí tách, che giấu từng bước chân khe khẽ của anh. Trần Ca cầm búa của bác sĩ nát sọ, đứng trước cửa phòng ông cụ, sát tai vào cửa. Chương 288. Trong nhà gỗ rất yên tĩnh, Trần Ca dừng trước cửa khoảng mười mấy giây, đến tận lúc trong máy cassette mini loáng thoáng truyền ra âm thanh đè nén của Hứa Âm. Đau quá. Ông cụ hẳn vẫn chưa ngủ, lúc Hứa Âm mở miệng, trong nhà gỗ vang lên tiếng nắm chặt chăn và xoay người. Ông cụ nghe được động tĩnh ngoài cửa, nhưng ông cũng không ra ngoài mà trùm kín chăn. Chắc chắn giờ ông ấy đang rất sợ. Gian nhà gỗ thứ hai cũng có khóa cửa ở bên ngoài. Trần Ca từ từ dùng sức, muốn thử đẩy xem có đẩy được cửa ra không. Nhưng cánh cửa chỉ dịch chuyển vào trong không đến 1 cm, giống như bị vật gì đó ngăn trở. Anh ghé vào khe cửa quan sát bên trong. Gian nhà gỗ thứ hai có đầy đủ đồ dùng hàng ngày. Giường gỗ, ghế, bàn gỗ. Còn có một cái tủ quần áo không có cửa. Bên trong treo rất nhiều quần áo giặt đến bạc màu. Xem ra ông ấy đã ở đây rất lâu rồi. Trần Ca nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao ông cụ này lại ở trong ngôi nhà ma đã từng xảy ra án mạng. Trong khi rõ ràng là ông ấy sợ muốn chết. Kỳ lạ hơn nữa là nửa đêm khuya khoắt, ông còn chạy vào trong rừng đào cuốc đất. Bây giờ vẫn chưa tới lúc ngã bài với ông cụ. Trần Ca yên lặng lui lại, đi về phía gian nhà gỗ thứ ba. Buổi tối không trăng không sao, nếu so với bình thường còn tối hơn. Trần Ca không bật đèn, anh dùng âm đồng từ từ đi về phía trước. Chẳng mấy chốc đã đi tới cửa gian nhà gỗ thứ ba. Gian nhà gỗ này có diện tích lớn nhất. Ổ khóa treo trên cửa đã rỉ sét. Trần Ca đẩy khẽ, không ngờ cái khóa này chỉ như một vật trang trí. Cửa nhà bị đẩy ra.
cửa gian nhà gỗ thứ ba này có khóa ở cả ngoài lẫn trong, khác với những phòng khác. So sánh như vậy khiến Trần Kha thấy kỳ lạ hơn. Nhà cũ bình thường của nông thôn, bên ngoài cửa có khóa, trong cửa không có khóa cửa cũng sẽ có then cửa. Như thế thì kể cả ngoài nhà hay trong nhà cũng đều có thể khóa cửa nhà lại. Nhưng gian thứ nhất và gian thứ hai không như thế, trong cửa trống không, không có gì cả. Cảm giác như gian nhà thứ nhất và thứ hai là chuồng nhốt súc vật, chỉ có khóa ngoài cửa để phòng ngừa súc vật đẩy then cửa sổng mất. Đi vào trong gian nhà gỗ thứ ba, gian nhà này phân ra làm hai phòng riêng. Phòng trong có một cái giường lớn, bên ngoài có một cái bàn gỗ và một cái bếp lò sơ sài. Có lẽ cha mẹ Giang Linh chết trong gian nhà này. Đi trong căn nhà có ma, Trần Kha cũng không cảm thấy có bất kỳ sự khó chịu nào. Có lẽ do đã quen rồi. Anh lục tung lên, phát hiện trong phòng có treo rất nhiều dây thừng trên vách tường. Dưới gầm giường, anh tìm thấy một bộ dụng cụ thợ mộc đầy đủ đồ nghề. Bụi rất dày, thùng dụng cụ này rất lâu chưa được mở ra. Có lẽ là đồ của người chết lúc còn sống. Trần Kha cất cái thùng đi, xem mấy gian nhà gỗ này. Lúc còn sống, cha của Giang Linh là một thợ mộc sao? Vậy những gian nhà gỗ này đều là ông ta tự làm? Hai gian nhà phía trước cố ý thiết kế khóa cửa như thế sao? Không thu hoạch được gì thêm, Trần Kha đi về hướng gian nhà gỗ cuối cùng. Gian nhà gỗ này ở nơi sâu nhất trong rừng đào, không tiếp nối với ba gian nhà gỗ còn lại, xây đơn độc, cách tận mười mấy mét. Trần Kha đi trên con đường nhỏ lầy lội, vòng qua mấy cây đào nghiêng ngả, anh dừng ở ngoài cửa gian nhà gỗ thứ tư. Trên cửa gỗ có hai cái khóa, một cái đã đầy rỉ sét, một cái còn mới tinh. Chắc cái khóa mới là ông cụ mới thêm vào, trong nhà này có dấu bí mật không cho người khác biết ư? Anh đi quanh nhà gỗ một vòng. Gian nhà gỗ thứ tư này không có lấy một cái cửa sổ, hoàn toàn kín mít. Anh ghé vào khe cửa nhìn, trên vách tường của nhà gỗ đóng rất nhiều đinh, treo mấy cái dây thừng, góc nhà bám đầy mạng nhện. Ở giữa phòng có công cụ tra tấn gì đó, rất giống với thời cổ đại. Mấy tấm ván gỗ ghép lại với nhau, có thể trói một người trên đó, không thể động đậy. Đau quá. Trong máy cassette mini truyền tới giọng của Hứa Âm, khác với giọng trầm thấp kìm nén ban đầu. Hình như anh ta đang nhắc nhở Trần Kha, trong gian nhà này rất nguy hiểm, không nên tới gần. Kỳ lạ quá. Trong gian nhà gỗ thứ tư này chẳng có một cái giường nào, bàn cũng không có nốt. Rốt cuộc nhà này dùng để làm gì? Trần Kha lấy búa của bác sĩ nát sọ ra. Sau khi cân nhắc một lúc, anh không liều lĩnh đập cửa gỗ ra. Không thể quá thô lỗ, như thế sẽ đem đến ấn tượng xấu cho đối phương. Mưa càng lúc càng to, thỉnh thoảng trong trời đêm có tia chớp xẹt qua. Trần Kha không thu hoạch được gì, anh lại quay về gian nhà gỗ của mình. Trong gian nhà của mình, ngoài cái giường ra thì chẳng có gì cả, muốn tìm đồ để chặn cửa cũng rất khó. Anh lo rằng sau nửa đêm sẽ có người thừa dịp anh đang ngủ lén chạy vào, bèn kéo giường gỗ đến phía sau cửa. Tạm thời cứ như vậy đi. Trần Kha dùng ba lô làm gối, ôm Tiểu Tiểu, cuộn tròn người lại, mắt nhìn về phía cửa sổ nhỏ của nhà gỗ. Cửa sổ chỉ to bằng quả bóng rổ, trong gian nhà gỗ này chẳng khác nào đi vào ngục giam. Đến khi hừng đông, nếu không xảy ra bất trắc gì, mình phải tìm ông cụ kia để ngã bài. Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, gió đêm gào thét, cành lá phát ra tiếng xào xạc, giống như có vô số cánh tay nhỏ chậm rãi đi đến xung quanh nhà gỗ. 2 giờ sáng, Trần Kha lướt điện thoại di động, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa. Âm thanh này không phát ra từ gian nhà của ông cụ kia, chắc là gian nhà gỗ thứ ba bị ai đó mở ra. Ông cụ không hề rời phòng, cửa bị người khác mở, xem ra vật mà ông ấy sợ hãi rốt cuộc đã xuất hiện. Trần Kha hít một hơi, tóm lấy cái chăn bên giường có dính mạng nhện, cũng không ngại bẩn, trực tiếp đắp lên người, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài,
Anh kéo giường gỗ đến cửa phòng, hai chân đẹp vào cánh cửa, mắt nhìn cửa sổ bên cạnh cửa gỗ. Mưa ngày càng nặng hạt hơn, mơ hồ có thể nghe thấy bên ngoài có thứ gì đó đang di chuyển. Từng bước chân lộn xộn, giống như nhiều người đang tụm quanh một chỗ. Nó tới rồi. Cửa của gian nhà bên cạnh như bị cái gì cọ vào, giống như mấy cái tay đồng thời cào trên cửa gỗ xù xì, kéo dài khoảng hơn một phút. Trần Ca bỗng nghe thấy giọng một cô gái truyền từ cửa phòng ông cụ đến. Cứu tôi với, cứu tôi với. Giọng của cô gái mang theo tiếng khóc nức nở, dựa theo âm thanh thì có thể đoán được tuổi của đối phương không lớn. Thứ ông cụ sợ chính là nó sao? Não của Trần Ca hoạt động nhanh chóng, hình như ông cụ sát vách đã sớm biết đối phương sẽ tới, giả bộ ngủ trong nhà, không đáp lại câu nào. Âm thanh kỳ lạ trên cánh cửa kéo dài khoảng 10 phút thì biến mất. Tiếng bước chân hỗn loạn lại vang lên một lần nữa. Lúc này nó dừng lại ở cửa gian nhà của Trần Ca. Tiếng cào cửa khiến người ta rợn tóc gáy lại vang lên ở ngoài cửa phòng của Trần Ca. Dường như đối phương phát hiện ra gì đó, càng lúc càng dùng sức, cánh cửa gỗ lắc lư. Trần Ca chui vào trong chăn, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã kéo giường đến trước cửa. Cửa gỗ không mở ra, điều này khác với suy nghĩ của quái vật bên ngoài. Nó cào một cách điên cuồng. Sau vài giây, ngoài cửa truyền tới tiếng khóc của nó. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Cánh cửa lung lay, Trần Ca cho tay vào ba lô, cầm búa của bác sĩ nát sọ ra. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Nhưng quái vật ngoài cửa chỉ kêu mấy tiếng rồi dừng lại. Ngay cả tiếng cào cửa cũng biến mất. Mình không nghe thấy tiếng bước chân, cô ta còn chưa rời đi. Tên này thật gian xảo. Trần Ca nằm trong chăn không hề nhúc nhích. Anh muốn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng lúc vừa quét mắt đến cửa sổ, người anh hơi cứng lại. Bên ngoài cửa sổ nhỏ bằng quả bóng rổ, có một cái đầu của cô gái đang treo lơ lửng. Mắt cô ta toàn lòng trắng, trong miệng là tơ nhện màu đỏ thắm và tóc đen trên đỉnh đầu quấn lại với nhau. Cứu tôi với, cứu tôi với. Cô gái hé mồm ra, tơ nhện đỏ như máu bắn vào trong phòng. Mấy cái tay người bám ở miệng cửa sổ. Trần Ca vung búa của bác sĩ nát sọ ra, vứt ba lô sang một bên. Anh nhìn mặt của cô gái, kiên trì chủ động bước tới. Chương 289. Tia chớp xoẹt qua bầu trời đêm. Trong giây phút đó, nó lóe sáng làm đầu người ở cửa sổ càng nổi bật, tăng thêm sự kinh dị. Mấy cánh tay mảnh khảnh bám ở khung cửa sổ, thấy toàn ngón tay là ngón tay, vô cùng đáng sợ. Trong thời khắc quan trọng này, lúc bầu không khí căng thẳng tới cực hạn, Trần Ca vẫn suy nghĩ về một vấn đề khác. Cô gái này có khuôn mặt tương đối giống quái vật nhện mà Phạm Úc phác họa. Nhìn tuổi của cô ta cũng không lớn lắm, hoàn toàn phù hợp với điều kiện là chị gái của Giang Linh. Xà nhà phát ra tiếng kêu cót két, dường như vách tường bằng gỗ không chịu nổi sức nặng nên sắp đổ đến nơi. Trần Ca cảm thấy toàn bộ gian nhà gỗ đều đang lung lay. Tơ nhện đã tới gần, đầu của cô gái chui vào trong phòng. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tôi đến đây để cứu cô. Trần Ca không dám chờ đợi nữa, anh sợ rằng không thể khống chế được tình huống. Cầm búa của bác sĩ nát sọ la lớn. Có lẽ lần đầu tiên cô gái nghe được câu trả lời này, cô không thèm nhắc lại nữa, tiếp tục chui vào trong phòng. Tơ nhện màu đỏ như máu dính trên vách tường, khuôn mặt cô gái càng lúc càng dữ tợn hơn. Cô là chị gái của Giang Linh, chúng ta đã gặp nhau lúc tối rồi. Sau khi nghe thấy, cô gái vẫn thờ ơ như không hiểu Trần Ca đang nói gì. Viện mồ côi cửu Giang, cô nhớ ra chưa? Trần Ca cơ hồ sắp phải gọi tên của Hứa Âm. Anh chợt nhớ tới một thứ, bèn lấy cái bình nhựa trong ngực ra. Đây là em gái cô đưa cho tôi. Trong bình nhựa có một con nhện bị đẹp bẹp,
Lúc rời khỏi viện mồ côi cửu Giang, Giang Linh đã đưa thi thể của con nhện này cho Trần Kha. Gian nhà từ từ ngừng lung lay, đôi mắt toàn tròng trắng của cô gái nhìn chằm chằm cái bình nhựa. Nó không tiếp tục phá cửa sổ nữa. Sau khi giằng co với Trần Kha một lát thì chui đầu vào. Cổ của cô gái trắng nõn mịn màng, vô cùng quyến rũ, nhưng lại có chiều dài gấp 2 so với người thường. Trần Kha mở nắp, một tay cầm bình nhựa đưa về phía cô gái. Tâm trạng của quái vật đáng sợ từ từ bình tĩnh lại. Cô ngậm miệng lại như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Tôi không có ác ý với cô. Chẳng qua tôi cảm thấy cô và em gái của cô rất đáng thương. Vì thế tôi mới muốn giúp đỡ cô. Trần Kha lặng lẽ tắt máy cassette mini đi. Em gái của cô nói với tôi rất nhiều chuyện. Tôi hiểu tình cảnh của cô, cũng hiểu nỗi đau khổ của cô. Nghiêm túc mà nói, thật ra chúng ta cũng xem như đồng loại. Tôi cũng từng trải qua sự tuyệt vọng cùng cực. Trần Kha đã từng nói với Hứa Âm những lời này, đã trải qua khảo nghiệm thực tiễn. Bản thân anh không em hiểu cách giao thiệp giữa người với người. Thứ duy nhất anh có thể làm là đổi vị trí để suy nghĩ, đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ. Một người một quỷ cách nhau một bức tường, đôi mắt lớn trừng đôi mắt nhỏ, bầu không khí càng quỷ dị hơn. Tôi sẽ rửa sạch nỗi oan khuất của cô, người nhà còn nhỏ của cô, tôi sẽ thay cô chăm sóc. Nghĩ một chút đi, đêm khuya tôi mạo hiểm mưa gió đi một mình vào núi là vì cái gì? Chẳng qua tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của em gái cô, giúp người thống khổ như cô một chút. Trần Kha nói tới cuối, thì đến bản thân anh cũng thấy tin tưởng, vẻ mặt nghiêm trọng, trong giọng nói có ẩn chứa vài phần không nỡ. Đầu của cô gái chậm rãi lui về phía sau, cô nghiêng đầu đánh giá Trần Kha, vẻ mặt bớt đi vài phần sát khí, thêm vài phần nghi hoặc. Tôi có thể giúp cô buông bỏ chấp niệm, giúp cô thoát khỏi nơi đau khổ này, tìm một nơi che chở mới cho cô. Vẻ mặt Trần Kha chân thành. Sau khi nói một tràng, hình như cô gái kia bị dọa sợ, cô nghe không rõ ràng lắm. Đến tận lúc Trần Kha nói muốn dẫn cô đi, cô chỉ lắc đầu theo bản năng. Cô rất yêu em gái của mình, muốn ở bên cạnh bảo vệ con bé. Nhưng cô biết không, cũng bởi sự tồn tại của cô, em gái cô bị những đứa trẻ khác bắt nạt, bị cho là bệnh nhân và quái vật. Cô bé không thể trở về cuộc sống của người bình thường, không thể chân chính yêu và hưởng thụ cảm giác được yêu. Tôi có thể thông cảm cho cô, hiểu cô, nhưng những người khác thì không như thế. Cuối cùng sẽ có một ngày, cô biến thành ác mộng với người cô yêu nhất. Cô hy vọng sẽ nghe được những lời ghét cô, phiền chán cô từ miệng người em gái cô yêu nhất sao? Cô gái cảm thấy chuyện đêm nay xảy ra không giống với tưởng tượng của mình. Đôi mắt toàn tròng trắng chuyển động trong hốc mắt. Cô lại lắc đầu một lần nữa. Tôi không ép cô chọn lựa bất cứ cái gì. Tôi chỉ muốn tốt cho cô, nên tôi mới nói cho cô biết sự thật mà thôi. Giọng nói của Trần Kha trở nên khàn đặc, lộ ra sự tang thương khó tả. Những thứ cô từng phải chịu và những sự đau khổ mà có lẽ tương lai sẽ gặp phải, tôi đều đã trải qua rồi. Nếu một ngày cô không còn nhà để về thì có thể tới tìm tôi. Tiếp theo, anh làm một hành động cực kỳ to gan. Anh để tay phải đang nắm chặt búa của bác sĩ nát sọ ra phía sau, duỗi tay trái về phía cô gái. Em trai của tôi và em trai của cô là bạn thân. Nếu có thể, chúng ta cũng trở thành bạn bè nhé. Anh không hề cố ý hạ thấp giọng nói. Lúc anh nói ra câu này, gian nhà bên cạnh truyền đến một tiếng động lạ. Hình như có người rớt từ trên giường xuống. Tròng mắt bên trong hốc mắt của cô gái chuyển động điên cuồng. Cô nhìn cánh tay mà Trần Kha đưa về phía cô, lui về phía sau mấy bước. Chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè mà. Trần Kha bước về phía trước mấy bước, tròng mắt của cô gái càng chuyển động nhanh hơn. Cô há miệng phun ra một sợi tơ nhện lên cánh cửa, sau đó nhanh chóng chui vào giữa rừng đào rồi biến mất. Đợi đã! Trần Kha kéo giường gỗ ra, mở cửa chạy ra ngoài, nhưng đã không thấy bóng dáng của cô gái đâu nữa. Tôi vẫn chưa nói địa chỉ. Thôi, bỏ đi. Ngày hôm nay đã gieo trong lòng cô ấy một hạt giống, muốn để cô ấy hoàn toàn trở thành nhân viên của nhà ma,
còn cần em gái cô ấy tham gia vào nữa. Phía sau truyền tới tiếng cửa mở, ông cụ một tay cầm đèn, một tay cầm cuốc, run lẩy bẩy đứng ở cửa. Ông thực sự sợ Trần Ca. Hơn nửa đêm gặp phải ma, không những không sợ, thậm chí còn chủ động đuổi theo. Quá đáng hơn là trên mặt còn tỏ ra cực kỳ tiếc hận, cảm thấy như đi tìm tri âm tri kỷ ở núi cao, suối sâu vậy. Chuyện gì thế này? Ông à, vừa rồi ông luôn ở bên cạnh nghe trộm sao? Nước mưa làm tóc Trần Ca ướt sũng, anh quay đầu liếc mắt nhìn ông cụ. Ánh mắt tùy ý của anh khiến cho ông cụ hoảng loạn sợ hãi. Anh muốn làm gì? Giết người diệt khẩu sao? Cái búa có tạo hình rất hung ác trong tay anh lấy ở đâu ra? Không, cậu nói mơ làm tôi bị đánh thức. Mau về ngủ đi. Ông cụ nắm chặt cái cuốc, trên mu bàn tay nổi gân xanh. Ông căng thẳng đến mức nói cũng không trôi chảy nữa. Ông đừng gạt cháu, chuyện nơi này xảy ra án giết người. Một nhà bốn người, hai vợ chồng bị chết do đầu độc, chị gái mất tích, quái vật cháu vừa thấy kia chắc chắn là cô chị gái. Trần Ca suy nghĩ một lát, lại tiếp tục nói. Vừa rồi cô ấy chạy vào rừng đào rồi biến mất. Lần đầu tiên cháu nhìn thấy ông cũng là cảnh ông đang cuốc đất. Nếu cháu đoán không sai, thì ông vẫn đang tìm thi thể của cô ấy. Mặt ông cụ lộ ra vẻ sợ hãi. Một lúc lâu sau ông mới mở miệng, trong giọng nói chứa một chút hổ thẹn. Sao cậu lại biết được? Cháu không chỉ biết ông đang tìm thi thể của cô chị gái, mà còn biết thi thể của cô ấy đang ở dưới gốc đào cao nhất ở giữa rừng đào. Trần Ga chỉ dòng chữ bằng tơ nhện đỏ như máu, đó là ký hiệu mà cô gái đã để lại. Chương 290. Tơ nhện màu đỏ máu để lại một hàng chữ trên ván cửa. Điều kỳ lạ là khi ông cụ xoay lại xem thì những chữ đó đã hóa thành máu loãng và từ từ chảy xuống. Ông luôn tìm kiếm xác chị của Giang Linh là vì ông từng làm chuyện gì đáng thẹn với cô ấy à? Trần Ca nghe ra sự hổ thẹn và tự trách từ giọng nói của ông cụ. Cậu vào nhà trước đi. Ông cụ treo cái đèn cầm trên tay lên cửa. Bí mật ẩn giấu nhiều năm dưới đáy lòng bị phát hiện, khiến ông bối rối vô cùng. Sau khi thấy Trần Ca bước vào, ông đứng giữa gian nhà gỗ thứ hai và thở ra thật dài. Thật ra tôi biết ai là người giết vợ chồng đó bằng thuốc độc. Ông biết ư? Trần Ca cầm búa của bác sĩ nát sọ đứng trước cửa, chứ không vào sâu hơn. Tôi có thể đoán được đại khái. Ông cụ lật tấm ván của giường gỗ lên để lộ một bộ quan tài được giấu bên dưới. Nó đen thùi và nhỏ hơn quan tài bình thường một chút. Quan tài này được chuẩn bị cho cô con cả của nhà họ Chu. Ông đẩy nắp quan tài và lấy một tấm bài vị còn chưa hoàn thành ra. Trên đó có viết ba chữ Chu Tân Nhu. Tại sao ông lại chuẩn bị quan tài cho cô ấy? Lẽ nào ông có liên quan đến chuyện cô ấy mất tích à? Muốn kể rõ chuyện này thì phải kể từ rất sớm trước kia. Ông cụ ngơ ngẩn nhìn bài vị trong tay. Lúc nhỏ tôi nghe người lớn trong thôn kể rằng có một thôn quan tài nằm sâu trong núi Cửu Giang. Người trong thôn đó không qua lại với người ngoài và có ngoại hình rất kỳ quái. Đồng thời cũng có rất nhiều phong tục quái đản. Ví dụ như mỗi nhà đều phải chuẩn bị một quan tài sống, không biết được dùng để làm gì. Ông cụ nói nửa câu đầu thì Trần Ca còn hiểu. Thôn đó nằm sâu trong núi lớn mà không qua lại với người ngoài thì phải kết hôn cận huyết. Cũng vì thế nên tỷ lệ xuất hiện dị dạng sẽ rất lớn. Thế nhưng nửa câu sau thì anh không hiểu nữa. Mỗi nhà đều có một quan tài sống là sao? Chuyện đặt quan tài trong phòng là rất không may đấy. Ông này, bây giờ thôn kia còn ở đó không? Trần Ca khép cửa phòng lại rồi khẽ hỏi. Ban đầu tôi cảm thấy thôn đó chỉ là một truyền thuyết, dù sao cũng chưa ai trông thấy nó. Nhưng ai ngờ chuyện lạ lại xảy ra thật. Ông cụ buông bài vị chị của Giang Linh xuống, rồi thò tay tìm kiếm gì đó trong quan tài.
Thôn quan tài trong núi ấy gặp tai họa từ chục năm trước. Một số gia đình đã tránh thoát. Những người tránh được đều trông như người bình thường. Hơn nữa, không có thói quen kỳ quái trong truyền thuyết. Nên khi ấy, thôn Bạch Gia dưới chân núi đã chứa chấp bọn họ. Nhưng không ai ngờ rằng thôn Bạch Gia cũng xuất hiện bệnh dịch trong cùng năm ấy. Giọng nói của ông cụ hơi hối hận. Hình như khi ấy có người phản đối chuyện chứa chấp những người kia, nhưng không ai để ý đến. Mấy người đó mang bệnh từ trong núi ra hả? Bây giờ ai nói rõ được chứ? Người có thể dọn đi đều dọn sạch, 10 nhà thì 9 nhà đi mất. Cuối cùng mấy gia đình đến từ thôn quan tài đó lại dựng nhà trong thôn. Về sau còn sửa tên thôn, cũng là thôn Lâm Quan mà cậu đã thấy đó. Cuối cùng, ông cụ họ Bạch đã tìm ra thứ mình cần trong quan tài. Đó là một bộ đồ vải màu đen. Tôi may bộ đồ này cho cô con gái lớn của nhà họ Chu. Người chết bên ngoài cần mặc đồ đen để nhập quan. Làm vậy thì sẽ không thấy rõ máu. Bộ đồ trong tay ông cụ còn có một đặc điểm khác. Hai sườn và phần lưng có 4 tay áo chỉ bằng 1/4 ống tay áo bình thường. Cậu cảm thấy bộ đồ này kỳ quái lắm, đúng không? Con gái lớn của nhà họ Chu trông như thế đó. Giọng nói của ông cụ ngày càng nhỏ, Trần Ga có thể nhận ra sự khó chịu trong đó. Cha mẹ của đứa bé đó trốn ra khỏi thôn quan tài. Khi ấy, người mẹ đã mang thai con bé. Có thể nói đứa bé đó là giống loài cuối cùng của thôn quan tài ấy. Kết hôn cận huyết không thể giải thích cho sự dị dạng đến mức độ này nữa. Thôn quan tài đó có vấn đề rất lớn. Trần Ca không ngờ rằng đáp án sẽ thế này. Anh có thể tưởng tượng ra hình dạng của Chu Tân Nhu thông qua bộ đồ đen do ông cụ đó may. Tôi không biết thôn quan tài có vấn đề hay không. Tôi chỉ biết đứa nhỏ đó sống rất khổ. Cha mẹ của cô bé đó sợ người trong thôn nhìn thấy con mình, nên hồi nhỏ nó phải luôn trùm thật kín, dù trời có nóng đến cỡ nào đi nữa. Đến khi lớn lên, giấu không được, thì bọn họ nhốt con bé trong phòng, không cho ra ngoài nữa. Ông cụ xếp quần áo ngay ngắn rồi đặt lên nắp quan tài. Không lâu nữa, bộ đồ này sẽ được dùng đến. Sau đó thì sao? Giấy không thể gói được lửa. Người trong thôn phát hiện ra con gái lớn của nhà họ Chu. Điều khiến người ta không ngờ là người đã chạy nạn ra ngoài chung với bọn họ từ thôn quan tài ra, chẳng những không đỡ lời giúp, mà còn chuẩn bị giết cô con gái lớn luôn. Bọn họ nói rất dữ dội, cuối cùng người thuộc thôn Bạch Gia phải ra mặt mới giữ được tình thế. Mọi người quyết định đuổi đôi vợ chồng đó ra khỏi thôn. Cha của cô bé họ Chu là một thợ quan tài, nên làm mộc rất thạo. Sau khi rời khỏi thôn thì bọn họ sống ngay cạnh rừng đào. Cuộc sống vô cùng túng thiếu. Từng ngày trôi qua, cuộc sống lại trở nên yên bình. Nghe nói đôi vợ chồng đó đã sinh ra đứa con gái thứ hai. Ngay lúc mọi người cho rằng mọi chuyện đã qua, thì đôi vợ chồng đó lại chạy về thôn và báo rằng con gái lớn của mình bỏ đi, dặn người trong thôn cẩn thận. Cậu không nghe lầm đâu, bọn họ không nhờ người ta tìm con gái giúp mình, mà chỉ dặn tất cả những người trong thôn cẩn thận hơn. Vài ngày sau, người ta phát hiện ra cô con gái lớn nhà họ Chu ở sau núi. Cha mẹ con bé đã treo nó lên và đánh một trận. Sau khi yên lặng vài tháng, thì cô con gái lớn lại chạy trốn nữa. Mỗi lần bị tìm ra, thì vợ chồng nhà đó đều đánh cô bé rất mạnh tay. Hẳn là cậu vẫn chưa đến gian nhà gỗ được xây sâu trong rừng đào. Đó là nơi nhốt cô con gái lớn nhà họ Chu. Cha cô bé còn làm một bộ dụng cụ riêng nữa. Người trong thôn xem cô con gái lớn là quái vật. Cha mẹ thì ghét cay ghét đắng con bé. Chỉ có mỗi cô em gái nhỏ tuổi đối xử tốt với con bé và xem con bé như là người thân. Thân thể của cô gái nhỏ cũng có một điểm khá là kỳ quái, nhưng không rõ như chị mình. Hơn nữa, cô em gái có gương mặt ngoan ngoãn nên người ta rất thích, đặc biệt là cô em rất biết điều. Ông cụ thở dài. Đất của tôi nằm cạnh rừng đào, bình thường cũng tiếp xúc với cô em rất nhiều. Nó không sợ người lạ,
Bình thường qua lại cũng nhiều nên quen biết nhau. Có lần tôi đang làm việc trên ruộng thì thấy cô em khóc lóc chạy đến nhờ tôi cứu chị nó. Tôi biết chuyện nhà đó nên không qua. Ông cụ nói đến đây rồi nghẹn lại. Đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm bộ đồ đen trên quan tài. Hai tay chậm rãi nắm chặt đầu gối. Lúc đó tôi nên đứng ra nói đỡ cho cô bé đó mới phải. Dù cho nó là một con quái vật. Cô em gái khóc lóc rời đi. Tôi không yên tâm nên sau đó tự đi dạo một vòng quanh rừng đào. Tôi nhìn thấy cô con gái lớn trong gian phòng thứ tư. Đó cũng là lần cuối tôi thấy con bé. Cơ thể của con bé bị kẹp trong tấm ván gỗ. Mấy cái tay bị treo lên bằng dây thừng. Trên người cũng có rất nhiều vết thương và đang hấp hối. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi những gì cô bé đó phải trải qua. Con bé năn nỉ tôi cứu giúp, nhưng tôi quá sợ nên đã vội vã bỏ đi. Qua vài ngày sau, tôi lấy can đảm đến đó lần hai, thì đôi vợ chồng ấy báo với tôi rằng con gái lớn của bọn họ mất tích.